Đó, và các bạn có thể thấy là ở phía sau mình phải nói là một cái khung cảnh mà toàn là nhà cửa. Ở trên này mình thích nhất là khi mà tầm xế chiều mà lúc đó bớt nắng, khi mặt trời lặn xuống rồi và đèn nó lên và nhìn cảnh rất là đẹp. Bây giờ thì ban ngày nắng hơi chói và các bạn thấy mặt trời này, nó một khung cảnh rất là rộng. Ở đây là phải nói lần đầu mà mình lên, mình cũng rất là bất ngờ và ngạc nhiên và rất là thích thú. À, ở đây mình có thấy có công viên đây này, có những cái cây xanh.